Yamato có sức mạnh ngang ngửa với Hashirama khi tạo ra được bản sao của Thiên Thủ Quan Âm. Đấy là mấy thằng xem tour sẽ bảo thế. Thật ra bức tượng của Yamato với Tobi tạo ra không phải là Thiên Thủ Quan Âm mà là Quan Thế Âm Liên Hoa Vương. Trong Naruto Shippuden, tạm thấy Yamato không có nhiều chakra khi tạo ra vài tòa nhà đã thở hổn hển. Và khi bị Tobi kiểm soát và được búp thêm cho thì mới có thể thực hiện được nhẫn thuật này, nhưng vẫn không thể làm nó cao được lên tận 4 km như của Hashirama. Nên dù có là bản sao mang gen đệ nhất thì cũng chả thể sử dụng hết sức mạnh của cụ được.